nhớ rằng nè nó nói chỉ nhớ nó sẵn để nhớ đầu ra đặt bên nhớ nó tới gì mà ra tới cho lọ chùa chỉ lời hù hại tiề nó vận thị nè nè nhở chỉ cứ mấy thứ phong như nửa tôi kể đấy tôi say nửa tôi tu tụi nhà nhớ trong nó em nó nọ tụi tu nhà lời cô hay dùi ấy kho kể rong xia trong nửa chỉ ta chỉ nói như vậy mong sơn gió của ta tỏ sơ kể dù mù cộng nửa nó trong pli lại do kể rong xia nè nè ok còn ta nọ chỉ nửa do ý tôi cho là thầu tôi cho nó lò cho kể của này bội tờ đất đan này nè nhở trâu lúa xong thâu lò là chị cô nhớ rì rì trâu đợt thay cho nó chị cô gia tận được cho kiện đợt một trâu hậu lợn thế thì chỉ là trâu lúa xong thâu lò là chị cô họ chị mới nhớ trâu biết họ chờ chia lỡ chị cô thề li chỉ nhớ trâu họ chờ được nó lợn nên sau đó cô họ chắc cô chắc chế và kê nữa chỉ phải mua à còn của tụi con như nó nữa trong mỏ rong xía trong nữa chúng nó vì nữa tôi đây đây tôi chỉ mua tay xong chỉ nữa cô tôi lấy ở trong tên này tôi xem mà cô cứ cứ thế chỉ cô tư chỉ toàn chỉ nữa này nhở chỉ chúng nó cứ vậy nhưng mà cô sau sự chế nó sẽ hơi nó là một cộng người sau kiện là nó chỉ là kia bấy chút chỉ nữa tôi xem lúc chế là nó trần rõ chạy tới rồi nên trần chỉ tò mò thế nào, nên trần khẽ ra cái nơi, nên khẽ và nâng cầu trí sư thì cụ thể nhớ tin nữa bất tử minh trí sư, ta sĩ nói chạy rồi hồi nữa cô họ khẽ một lúc bé châu lại chạy, nữa thế nhân trụ đấy rồi cô chỉ chơi lò rẻ nhở, chỉ chơi lò rẻ chỉ chơi thả đó chỉ lò rẻ lại chạy bé rồi đời chạy chế của cái nâng cầu lò rễ thật kể xứ
okay đợt nói chị của tôi sang đợt của tôi phong nhiên là tôi túi thiếu tôi nhau là lúc trẻ lợi thì của chị tao kể cho chay và thay bỏ là lúc trẻ này vợ chị của chị thay thiết sợ muốn ra hậu lò bếp của nó mà hậu của chị tao và để nó nuôi lợi tao kể cho chay chị thế rồi của chị thay ra hậu thiết ấy phải sẽ bế hậu và đó chị mà thay nữa nhất trong khoảng đợt nói chị tao cá bế tứ ở của nó ta rồi nè bây giờ nó ta là chị của cô thâu của tụi bao nhiêu là do tụi nhà lầu nó thiết tụi ít tung là nó chỉ như là tụi nhau này thế chị của cô và thâu cả thiết của thâu và tụi nhà bắt chưa thì biết sợ đời mua xí bây giờ sợ đời hơi cho nhà chị và nó thâu in đắn nèng bây giờ thâu in đắn nèng lại từ một tụi nhau chạy vội chưa ra tà là chị nó nói bây giờ bị giàu này là tiền cho phong như cô tôi mua thay đổi của xì nhất trâu họ ba ba xứ thì nay họ đã phải lo rượu kia nữa Thank you.